mà cái kiểu ẩn giật đó chúng ta đâu có biết đến ông. Còn cái chuyện để cho tất cả mọi người biết đến không phải ý của ông, vì ông đang muốn tu, nhưng mà vì một số những anh em chúng ta, những người làm truyền thông, làm YouTube rồi mới đưa ra để đến cho mọi người cùng biết. Còn khi chúng ta biết rồi thì cho mỗi người chúng ta có cách nhìn khác, bởi vì mình tôi cũng đã từng nói chuyện rất nhiều, mỗi chúng ta là một hoàn cảnh, một cuộc sống, đầu óc của mỗi người cũng mỗi một cái tâm suy nghĩ nó khác nhau. Chúng ta sẽ không định nghĩa ở đây là cái chuyện trình độ hay cái gì, không, chỉ là cái sở thích riêng của mỗi người. Tôi yêu thầy Minh Tuệ thì tôi nhìn thấy ông là ông có cái gì hay thì tôi học, dù rằng tôi năm nay có thể là rất là nhiều tuổi, tôi 76 tuổi thì so với thầy Minh Tuệ tôi nhiều tuổi lắm. Thế nhưng mà tôi thì không thấy có cái điểm gì cả. Tôi chỉ biết rằng với thầy Minh Tuệ, với tôi, trong lòng tôi là một trong những người tôi yêu thương ông ấy, quý. Những cái tốt của ông ấy tôi nhìn thấy. Tôi không, cái chuyện ông đi bộ cả chai cả cái chân thì tôi không làm được. Và không phải rằng chỉ mình tôi không làm được, mà phải rằng cả cái nước Việt Nam chúng ta sẽ không ai đi bộ như ông đâu. Bởi vì mỗi người có cái chọn riêng, ông đã chọn cái để đi bộ thì cái đó là cái niềm vui của ông ấy. Còn chúng ta không đi làm được như ông ta thì chả phải gì là ngưỡng mộ cả, bởi vì chúng ta cũng không phải ngưỡng mộ cái đi bộ đó. Nhưng tôi chỉ có thấy nhìn thấy ở trong các cách cảnh mà cái sự hy sinh trong lúc đi bộ đó là chắc chắn ở trong đó. Có người, có một lần tôi nghe một YouTuber hỏi ông ấy, ông đi như vậy thì thế nào mà chịu nổi. Ông bảo vì trong khi ông vừa đi đó thì trong tâm niệm trong đầu của ông ấy, ông chuyển hóa tất cả những cái đau đó chuyển sang một cái việc tốt ở trong đầu ông ấy, nghĩ về cái tốt chứ không nghĩ về bất cứ một cái chuyện gì khác. Và làm từ những cái ý nghĩa đó rồi thì ông mới đi được. Thì cái mà chúng ta phục ở đây á, là mà là cái đầu óc của ông lúc bây giờ đã nghĩ đến chuyển hóa được những cái thứ mà nó đang đau ở dưới chân của ông, khổ sở đó chuyển sang một cái hướng tích cực hơn. Chúng ta ở đây nhiều khi chúng ta vẫn thường thấy chúng ta nói xấu người khác, chúng ta làm chuyện gì đó ganh ghét với người khác, nó dễ hơn rất nhiều khi chúng ta làm cho họ vừa lòng. Cảm ơn út rất nhiều. Chúng ta dễ đơn giản, nhưng mà cái mà để cho chúng ta nó đau đầu, chúng ta đau óc ấy, cảm ơn chú Nguyễn Trần, chào chú, làm cho chúng ta đau đầu đau óc ấy, thì chính là cái mà khi chúng ta nói xấu một ai, chúng ta làm một điều gì đó để cho người khác nó phải đau lòng rồi chúng ta mới vui ấy. Nó vui chỉ một loáng, nhưng trong đầu của chúng ta lúc nào cũng tình mưu tình kế để cho hạ cho bằng được những người mà chúng ta đang cùng không thích kia. Thì ngày hôm nay tôi cũng đã nói chuyện ở đây, nghĩa là tôi đang nói chuyện về những cái câu chuyện của 1001 đêm. Những câu chuyện trong 1001 đêm nó kéo dài nhiều. Những câu chuyện đó phần nhiều chúng ta dễ dàng bị là cái tính tò mò của mỗi con người của chúng ta. Chúng ta xem rồi trong cái câu chuyện đó nó dẫn dắt phải tới 1001 đêm. Tôi biết câu chuyện này từ khi bà nội tôi kể cho tôi từ bé. Tới khi tôi lớn hơn một chút thì tôi biết những cái đọc sách đọc vở nó khó, còn như bây giờ nó rộng rãi quá, nó dễ dàng quá. Có nhiều đêm tôi không ngủ được, tôi chỉ mịt mở máy lên tôi nghe kể câu chuyện đó, dù nó không liên lạc nhưng cũng đủ làm cho tôi buồn buồn để tôi ngủ. Cảm ơn chào chúng tất cả mọi người, bởi vì trong khi mình đang nói chuyện thì có đôi khi mình cũng có thể chào được. Vâng, chào chú Ninh Hiền rất nhiều, cảm ơn chú, chúc chú có ngày mới hạnh phúc, chúc tất cả mọi người chúng ta có những ngày mới. Phải cô bé An Lạc của nhà mình đây không? Chào An Lạc rất nhiều. Có phải em là Nguyễn Lạc đâu không? Ngày hôm qua đi vào phòng hát nghe không được, rồi muốn nằm xuống ngủ. Vâng đúng rồi, mình vẫn cũng có hay có cái kiểu, nhất là buổi trưa mình thấy cho dù là ngoài kia ai cũng hay đứng vào phơi tay. Còn cái chuyện mà mình bảo rằng khi thần tượng của chúng ta bị một ai đó họ không có không thuận theo ý của mình thì cũng không có, chúng ta cũng không nên buồn làm gì, bởi vì thần tượng là của chúng ta, những ai mà chúng ta yêu mến thì là của chúng ta, chúng ta chỉ trông nhìn nhiều vào cái con người đó, còn những người đó mà chống đối họ hay làm gì đó cũng là quyền của người ta, chúng ta cũng không thể mà can thiệp vào bắt họ phải theo ý của mình. Chúng ta cái việc của mình, ví dụ tôi ủng hộ ai cả An Lạc, vậy An Lạc về khác nữa. Chứ là khi chúng ta, nếu khi chúng ta cứ lo lắng quá nhiều về thần tượng của mình hay những người mình yêu thích, thế rồi có những ai chống đó rồi chúng ta quay lại cùng với lại để chống lại những người chống lại, thì kể như chính chúng ta đang làm những điều
Tôi thấy thích ở thầy Minh Tuệ ở cái đoạn đó. Người ta đánh mắng thầy, thầy không chống lại. Còn có người còn phỏng vấn hỏi thầy rằng là vậy thì ở trên mạng ấy, người ta đang nói xấu thầy nhiều quá thì thế nào? Ông bảo ông có coi đâu mà ông, tức là đại khái thì ông ấy, ông có xài cái điện thoại đâu mà ông gặp những người kia, còn họ nói thì họ nói, vì ông không nghe. Tức là khi ông không nghe thì có nghĩa là ông không có cái gì để ông hận thù người ta cả. Thì ở đây có nghĩa là như chúng ta cũng vậy, chúng ta yêu một ai đó mà chúng ta cứ để tâm tới người đó thôi, học hỏi từ tính tốt của người đó thôi, thì chúng ta đâu có việc gì phải lo lắng. Còn câu chuyện của chúng ta nói ở đây là bởi vì vậy, trong này nó có hai nhân vật mà chúng ta nói chung là bây giờ chúng ta đang yêu thương rất nhiều, đó là thầy cô Minh Hằng và thầy Minh Tuệ. Hai cái mình thì sao mà tôi không biết, phải tôi nói đúng tên không thì tôi cũng biết. Tức là họ là những người mà rất nhiều người yêu mến. Nhà như cái cô nhà giàu á, tức là cô tỷ phú, là cô làm rất nhiều những việc thiện mà phải nói rằng bây giờ này cả nước Việt Nam chúng ta rất yêu mến cô. Thì trong đó cũng có những người họ không yêu mến cô, họ cũng đã định vị cô là thế nọ thế kia. Thế thì nếu như bây giờ giả sử như cô không có yên lặng, cô một chỗ cô cứ âm thầm cô đi làm những cái việc mà thiện đó, thì thật sự là mọi người sẽ yêu mến cô hơn rất nhiều, hơn nhiều hơn là cô nói nhiều quá. Ở đây cái cô Phương Hằng nhiều khi cô nói, tính của cô thì cô nói thật, cô nói thẳng, và những gì cô cảm thấy bức xúc thì cô nói ra. Nhưng chính từ những cái nói ra nhiều đó lại làm cho nhiều người họ lại đang bị, trước kia họ đang yêu mến cô thì bây giờ khi đó lại nghĩ lại và cho rằng là cô ấy ngạo mạn quá, cô ấy có những cái phát ngôn nó nặng nề quá, cô có vẻ như ỷ tiền quá, rồi cô khinh bạc hết người nọ người kia. Đó là bởi vì lời nói của cô nó không được nhẹ nhàng, chứ còn trong bụng của cô có thể không như vậy. Thế rồi khi mà cô nói chuyện về một đối tượng, chả như bây giờ nếu cô nói một người thường bình thường thôi, chả như bây giờ cô tới cô xông xỉa nói tôi hoặc là với một ai đó, thì câu chuyện nó sẽ không đi đến độ mà cả cộng đồng mạng nó xông soi vào quá nhiều như bây giờ. Nhưng cô lỡ đụng vào phải một thần tượng quá lớn, phải nói rằng thầy Minh Tuệ giờ đây là một trong những thần tượng quá lớn, không phải là nhỏ như kỷ, chỉ nằm quanh quanh trong cái nước Việt Nam chúng ta, mà thầy còn gần như là nó ra tới cả thế giới đã biết đến thầy. Họ biết đến thầy không phải là vì thầy giúp đỡ hay thầy làm bất cứ chuyện gì to tát, không có cái gì đã gọi là cái to tát cả. Chả phải là vì đi bộ mà phải nổi tiếng ở bên phía bên ngoài, cũng chả phải như vậy. Cũng có thể là cũng có vì những cái vấn đề đi bộ rồi, 6 năm, 7 năm trời để đi bộ kiểu đó, ngủ nghĩa địa, mà để cho người bên ngoài kia họ cảm thấy rằng nó tò mò, họ tìm về. Nhưng ít nhiều cũng để cho được người nước ngoài đến được Việt Nam. Đất nước của chúng ta cũng có thể, cũng có một phần nào đó mà để bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy được. Cho nên ở đây mình thì phải nói rõ rằng như vậy, cô Minh Hằng và thầy Minh Tuệ là hai nhân vật rất nổi tiếng bây giờ. Không những là nổi tiếng mà còn bằng chính cả bằng hành động của họ. Một người bằng từ thiện làm trước mặt cho chúng ta nhìn thấy, bằng tất cả những cái từ tâm của mình, bằng những cái tài sản của mình có để đem lên giúp đời, giúp cho những trẻ em đang bị tim bẩm sinh, hoặc là những giúp cho những người đồng bào của chúng ta qua cái cơn hoạn nạn vừa qua. Còn thầy Minh Tuệ là một trong những người họ biết đâu đó, chúng ta không biết, nhưng mà có thể thầy cũng đang đi như vậy, có thể làm một cái công việc gì đó mà có thể giúp cho chúng ta, nhưng nó bằng tâm linh. Thì cái chuyện đó chúng ta, một cái chúng ta nhìn thấy và một cái chúng ta không nhìn thấy, nó hai cái thái cực khác nhau, nhưng tất cả đều được rất nhiều người yêu mến. Còn những người mà họ không có cái bởi vì đó mình cũng đã nói trước, ai trong chúng ta rồi cũng vậy, vì đó là bản chất của con người. Khi cảm thấy cái ai đó mà mình nhìn thấy họ có những cái hào quang nó lớn quá, như ngày hôm qua tôi có kể chuyện của một thầy thuốc, trong khi cả nhà vua thì bị bệnh, cảm ơn Bodero dễ học, nhà vua bị bệnh phong cùi không thể chữa được, gần như là sẽ phải ôm xô cả cuộc đời với cái trào sốt cửa ngà, ôm xô cả cuộc đời với cái bệnh hoạn của mình, không thể tìm ra được. Các nhà, những thần y ở trong triều đình cũng không chữa nổi. Cuối cùng chỉ có là một người thầy thuốc bình thường, chỉ là người chuyên, chỉ biết là sắc lấy lá cây, lá cỏ để về tìm cái thuốc để mà chữa bệnh, và biết cách chữa cái bệnh phong cùi đó.
can đảm đi vào để xin thách thức mạng sống của mình để đứng ra để chữa cho nhà vua. Và sau khi đã chữa xong rồi, được rồi, thì được nhà vua trọng thưởng đầy đủ mọi các thứ. Thì lúc bây giờ các quan ở trong triều và một số những cái quan binh ở trong triều tỏ ra ghen tức. Bởi vì khi nhìn thấy chỉ là một người bình thường mà giờ lại nhận được những cái ân huệ quá tốt. Và khi đó khi nhà vua quá nhiều, chậm nơi bác bún kéo dần dần về phía bà toàn nào tưởng sức mạnh. Không, cái này thì mình không có phải cần phải kéo ai về đâu, mọi người họ sẽ tự động yêu thương. Còn mình đang kể câu chuyện đó, thì khi mà đã được cái điểm đó rồi thì là lúc bây giờ bị ghen tức. Vì ghen tức rồi bắt đầu mới xâm xiệt để tìm đủ mọi cách để châm chọc với nhà vua, để nói xấu, để cho vua không còn trọng dụng cái người thầy thuốc này nữa. Nhà vua đã không phải nghe lời các cái triều thần. Nhưng mà rồi khi mà lúc đầu thì còn không nghe, nhưng mà về sau bị nói nhiều quá, để cuối cùng nhà vua bị xỉu lắm. Cũng lại tưởng tượng rằng nhà thầy thuốc này là làm việc không tốt, rồi trở nên trở chứng và hại. Chúng ta tôi đang nói câu chuyện ở đây nó cũng gần như vậy. Nhiều khi chính chúng ta nhìn thấy một người quá sức bình thường, một người rất như thầy Minh Tuệ là rất sức bình thường. Từ trong một người chả có cái gì, tài cán của ông chỉ chẳng qua cũng chỉ là một con người rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà được mọi người biết đến, mọi người yêu thương đến. Thì trong bản chất của con người của chúng ta, những người nhìn theo một cái khía cạnh, nhìn theo một cái góc cạnh mà tính tốt của thầy để học hỏi thì không nói. Còn những người khác thì lại không phải nhìn như vậy, mà nhìn theo cái chỗ hào quang của ông ấy được bốc lên, được nhiều người xưng tụng quá, nhiều người ca tụng quá, rồi nhiều ông biết được quá nhiều mới sinh lòng ra. Tức là từ đây mình sẽ nói là có những cái mà cảm thấy khó chịu với những cảnh như vậy. Và đây là có những cái tiếng nói thì nó châm chọc. Mình nói thế không có nghĩa rằng bảo những người đó là những người không nhìn thấy. Lôi ra rất nhiều thứ, chặn lôi tất cả mọi thứ ra, đổ hết tất cả những cái gì xấu đã để vào, cố tình thì phải làm hại, không để cho những cái người mà chính bản thân của họ, có thể bằng tài năng, có thể bằng của cải vật chất, bằng có thể bằng chính tấm lòng của mình, họ được mọi người trông dụng, được mọi người ca tụng. Thế còn những người đứng ở bên ngoài lên tiếng thường là như vậy. Chuyện đó cũng là chuyện đương nhiên. Thế thì bây giờ lại còn để muốn cho cái cuộc này nó trở nên nó dễ hơn, dễ hạ hơn. Có nghĩa là có thể rằng biết đâu đó, tôi thì không phải là dự đoán nhiều lắm, có thể có những kẻ mà không được tốt, muốn đưa ra cái cuộc này ra để làm, đem đi so sánh giữa thầy Minh Tuệ và cô Minh Ảnh. Đây cũng là một trong những cái mà có thể là những người họ đang ở một cái phe chống đối nào đó và đang muốn làm để hạ bệ một ai. Bên thầy Minh Tuệ thì giờ này thì nói thật chứ không làm gì được với thầy nữa đâu. Bởi vì thầy đã là gần như là một trong những người mà ông chả có gì. Chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng ông không có gì. Đối với nhà nước của chúng ta, ông cũng đã là một trong những người được nhà nước yêu thương. Bởi vì bản chất của ông không có làm bất cứ chuyện gì xấu để ảnh hưởng đến xã hội cả. Còn cái mà để mà làm, để mà có thể ảnh hưởng đến cái nơi mà tu thờ phượng gì đó, thì vì mình không theo đạo của bên này thì mình không hiểu. Nhưng mà theo mình thì thấy rất nhiều người nói rằng ông ta tu không có gì là sai. Thế thì đối với thầy Minh Tuệ thì còn chả còn gì để mà có thể làm cho thầy thầy zero, thầy là không có, mà buông bỏ thật sự là không có. Kể cả đến cái mạng sống của ông mà cũng không còn tuyên bố ông câu rằng nếu giờ này mà ông trời có để cho ông sống thì ông sẽ tiếp tục đi bộ như vậy, còn nếu bảo ông ấy dừng thì ông dừng lại, mệt thì ông nghỉ. Có nghĩa là ông chả còn cái gì để mà động chạm vào con người của ông. Còn với chị Phương Hằng, là bởi vì chị là một trong những người quá nhiều tiền và có quá nhiều cái mạnh lực hơn, có nhiều những điều kiện tốt hơn, kể cả như giọng lời ăn tiếng nói của cô cũng quá mạnh mẽ, trong khi thầy Minh Tuệ không nói. Đây không phải chỉ so sánh ra, nhưng mà dễ tìm cách để hại cô Minh Hằng hơn. Bởi vì trong cái lời nói của cô thì đôi khi chính bản thân của cô mà nói ra chuyện ra một tiếng nói của cô thì cũng đều bị mọi người quay vào. Dù cô đang nói với thật lòng tốt, nhưng sẽ bị những người khác bẻ cái câu nói của cô ấy ra, trở thành là một cái xấu.
Với lại hơn nữa thì tính cách của cô Minh Hằng, cái giọng nói của cô hoặc là cái bài nói chuyện của cô nó không được nhẹ nhàng, nó không có cái sự mình ở đây không biết nói gì tất cả. Có cái sự nhẹ nhàng ở đây nó khác hơn một chút, nhưng mà cô thì lại nói ở cái một cái giọng điệu nó hơi hằn học quá, mà rõ ràng đó là cái tính cách của cô nói. Thì nhiều người sẽ quy ra rằng đó là cao ngạo, và có thể là cũng sẽ dễ bị đánh là cao ngạo. Khi cô lôi ra nói về chuyện kim cương, cô lôi ra những cái bao nhiêu tỷ, chào NPP, chào Thạch Thảo, khi mang lôi ra những cái đó thì nghi ngay cái đó là cái mà đã để thì cứ hỏi góc khuất, gây ra cho những người đang có cái tâm không có ưa cô sẽ lợi dụng vào từ những cái câu nói đó, rồi sẽ tìm cách để làm cho cô phải xấu hổ. Chẳng hạn như cái câu bảo là cô mang cái viên kim cương ra thì những người họ không đồng ý với cô, họ sẽ tìm những cái chỗ mà để mà tranh đấu, để tránh chẹt cô, thì họ sẽ tìm mọi cách cũng thông qua cái đó để rồi làm cho cô trở nên bị mất tiếng. Bạn là trên đỉnh cao mà anh em đang cao với ai, chị mới thấy mình tuệ là trên đỉnh cao. Anh phân tích quá đúng chị, rồi hay quá. Không, nó là đúng như vậy. Tại vì chị cô Hằng, cô đang tưởng rằng cô bản thân của cô là cô là đã là rồi đó, chứ không phải là với thầy Minh Tuệ thì thầy đã là ở số 0. Thầy sẽ không có ở đây, chúng ta chưa bao giờ thấy thầy Minh Tuệ của chúng ta lên tiếng tranh chấp với bất cứ một ai, chưa bao giờ khoe cái gì cả. Từ Zero bây giờ chê trách ông thì ông đã nói ông ấy chỉ là người tập tu, ông không phải là thầy. Cho nên đôi khi những cái từ mà chúng ta gọi thầy đây là vì chúng ta kính trọng, chúng ta gọi. Chứ cái bản thân của ông không là thầy. Ông đã nói tôi không phải là thầy, ông còn đang là học. Ông xưng con với chúng ta. Thế thì ở đây cái từ mà chúng ta gọi bằng ông hay gọi bằng gì đấy cũng chưa có.